Hải Phòng, anh Mát đại diện Hội đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng, anh Tấn đại diện Hội đồng Hương Quảng Bình, anh Quỳnh đại diện Hội đồng Hương Hải Dương, anh Nguyễn Đức Quỳnh đại diện Hội đồng Hương Hà Nội, anh Hợp đại diện Hội đồng Hương Hà Tĩnh, anh Ngô Tiến Khởi đại diện Hội đồng Hương Nghệ An, anh Dũng và chị Mai Phương đại diện Hội đồng Hương Phú, anh Lê Như Cẩn đại diện Hội Hương Thái Bình, anh Doãn đã ghi nhận như vậy. Hội đồng Hương Ninh Bình thì anh Quang Anh cũng ghi nhận như vậy. Hội đồng Hội Cựu chiến binh Trung Quốc là anh Được Khởi cũng đại diện. Hội đồng Hương Kinh Bắc là có một anh đại diện, nhưng anh ấy vào nơi anh ngồi lúc thì anh cứ đau đầu quá, anh ấy phải về. Còn toàn bộ các cái bộ họp như thế nào ấy, biên bản họp như thế nào thì chuyển hết cho anh Nam là chủ tịch. Anh nói thế. Hội đồng Hương Bắc Giang thì giờ là chưa đến. Hội đồng Hương Nam Định là cũng báo cáo là không họp.